Hạt Kiểm Lâm huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Công an thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh và người dân bàn giao hai cá thể rái cá vuốt bé có tổng trọng lượng là 4,8 kg cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý rừng quốc gia Bù Gia Mập. Trước đó, bà Nguyễn Tuấn Tú, ngụ tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, xuống ao cá của gia đình tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh thì phát hiện tiếng kêu lạ trong ao cá và phát hiện hai rái cá đang ăn cá trong ao nên kêu người nhà dây bắt. Sau khi bắt được, gia đình bàn giao cho cơ quan chức năng để làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý rừng quốc gia Bù Gia Mập thả về tự nhiên. Rái cá vuốt bé thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, nhóm 1B được bảo tồn nghiêm ngặt.